Rụng tóc nhiều có nguy hiểm không? Cách chữa rụng tóc hiệu quả. Bạn đang gặp rắc rối với mái tóc của mình. Bạn không hiểu nguyên nhân tại sao tóc rụng nhiều đến vậy. Hãy bình tĩnh nhé. Bài viết này mình sẽ bật mí cho mọi người câu trả lời, đồng thời chia sẻ những cách chữa rụng tóc hiệu quả nhất. Xét về tác hại trực tiếp của bệnh rụng tóc gây ra thì có thể nhận định rụng tóc không gây ảnh hưởng gì tới sức khỏe người mắc phải, mà chỉ ảnh hưởng tới tâm lý người bệnh, vì rụng tóc nhiều dễ dẫn tới tình trạng thưa tóc, hói đầu, làm ảnh hưởng tới thẩm mỹ của người mắc phải. Họ dễ có tâm lý mặc cảm, tự ti, xa lánh mọi người hơn. Còn xét về tác hại gián tiếp mà bệnh rụng tóc rụng nhiều gây ra thì có thể thấy đây là dấu hiệu báo hiệu sức khỏe của bạn đang gặp phải một số vấn đề về bệnh khác dẫn tới rụng tóc như rối loạn nội tiết, căng thẳng, do phạ trị, hóa trị tế bào ung thư. Có thể nói bệnh rụng tóc thường tác hại nghiêm trọng tới mặt tâm lý, nếu kéo dài sẽ làm cơ thể suy nhược, hệ thống miễn dịch suy giảm, dễ bị tấn công bởi yếu tố gây bệnh. Vì vậy mà việc điều trị rụng tóc sớm mà việc làm rất cần thiết mà bạn không nên bỏ qua. Điều trị bệnh rụng tóc hiện nay có rất nhiều cách, để chọn được một phương pháp hiệu quả thì bạn cũng nên tìm hiểu và tham khảo kỹ trước khi áp dụng. Các cách trị rụng tóc thường được mọi người sử dụng sau đây, bạn có thể tham khảo và áp dụng một phương pháp thích hợp như sau. 1. Thuốc trị rụng tóc. Nếu như nguyên nhân gây rụng tóc được xác định là xuất phát từ yếu tố bên trong thì việc điều trị thường được bác sĩ chỉ định sử dụng một số loại thuốc đặc trưng như Genisone, Minoxidil, Corticosteroid, Phenazide. Các loại thuốc trị rụng tóc này thường gây ra một số tác dụng không tốt nếu như bạn điều trị không đúng cách. Vì vậy mà mọi người nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để hạn chế các tác dụng không tốt của thuốc. Ngoài ra, nếu nguyên nhân gây rụng tóc do nhiễm khuẩn thì mọi người có thể dùng một số loại thuốc bôi ngoài da dạng kem hay dung dịch để trị rụng tóc hiệu quả tốt từ bên ngoài. 2. Mẹo chữa rụng tóc từ thiên nhiên. Trong dân gian có khá nhiều nguyên liệu được áp dụng trị rụng tóc và đã áp dụng thành công. Thường thì đây là phương pháp được nhiều người sử dụng vì cách làm này vừa ít tốn kém lại không gây ra các dụng phụ có hại tới sức khỏe như những cách khác. Hãy xem những phương pháp đó là những gì ngay sau đây bạn nhé. Dầu ô liu. Đây là nguyên liệu được sử dụng khá nhiều trong vấn đề làm đẹp của các chị em. Nhưng hôm nay chúng ta chỉ nói tới công dụng trị rụng tóc từ dầu ô liu. Mỗi ngày bạn với cách làm đơn giản là bạn cho vài giọt tinh dầu ô liu ra tay và thoa đều lên chân tóc và bắt đầu massage kích thích tóc phát triển. Dầu gội dược liệu. Chuẩn bị các loại dược liệu như hương nhu, vỏ bưởi, kinh giới, tất cả đem bỏ vào nước và đun sôi trong 5 đến 10, sau đó lấy ra gội đầu. Các dược liệu không chỉ làm sạch da đầu mà còn giúp kích thích da đầu mạnh khỏe, hạn chế tình trạng rụng tóc hiệu quả nhất. Trên đây là một số kiến thức về bệnh rụng tóc cũng như cách chữa rụng tóc hiệu quả nhất mà mọi người có thể tham khảo và áp dụng khắc phục rụng tóc. Hãy điều trị sớm để hạn chế tác hại rụng tóc ảnh hưởng tới sức khỏe, tâm lý của bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã đón xem video, hãy like và subscribe kênh của chúng mình để cập nhật những xu hướng làm đẹp mới nhất nhé.